với siêu tốc độ của đại diện sát hình nữ, sau đó dùng chiêu khoai tây lốc xoáy 3 đời Ackerman hay dùng mà chém nó. Hình nữ không thèm tấn công lại, cô ta dùng tay bảo vệ gáy của bản thân mình, rồi phẩy Mikasa như con ruồi con nhặt mà thôi. Căn bản vũ khí của Mikasa không thể đâm xuyên được lớp hóa cứng mà cô tạo nên trên gáy của mình. Nhưng Mikasa trong cơn điên thì không cần biết gì cả. Cô chém hình nữ toàn thân, cắt bay mất cái mũi của cô ta, chém dây chằng đầu gối khiến cho con nữ bị té cắm đầu. Trong khi những đòn mà hình nữ đánh Mikasa không hề trúng, thắng bại chắc cũng đã rõ rồi. Nhưng phát cuối cùng cắt gáy thì Mikasa phải chịu bất lực trước bàn tay hóa cứng kia. Nó khiến cho lưỡi dao rọc dễ thép luyện của cô gãy tan tành. Không hề gì cả, Mikasa lập tức thay lưỡi kim mới, chuẩn bị cho đợt binh đao máu chảy đầu rơi lần kế tiếp. Cô đứng trên cây mà cô nói đạo lý rất là nhiều. Cô linh cảm rằng Eren còn sống, Eren nên còn sống đi. Cô nói suốt nửa tí đồng hồ mà chưa đánh con hình nữ, khiến nó nóng ruột mà ra tay trước. Sau đó hình nữ lại cắm đầu bỏ chạy, rõ ràng nó đã hồi phục vết thương rồi.